Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến uh, Trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão trong năm 2024 năm Giáp Thìn uh, Như quý vị đã biết, ý, những người tuổi Đinh Mão năm 2023 là bị phạm thái tuế và trong năm 2024 cũng được nhận định là một năm mà uh, tiềm tàng những khó khăn, những cái thách thức với những người tuổi Mão nhưng mà nó cũng sẽ đỡ vất vả hơn so với cái năm 2023 trước đó à, Cái cục diện à, hại thái tuế nó ăn ngữ Lại có nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh Sẽ luôn có những cái điều ngoài ý muốn nó thường trực Thì đây cũng là thời điểm mà ưa tĩnh, tránh động Để trở thời với những người tuổi đinh mão sinh năm 1987 Nếu không rèn luyện ý chí tốt Thì đương số sẽ cảm thấy là áp lực lớn Nói chung ấy, một số ít có thể là bị ảnh hưởng cả đến sức khỏe và đến cái tinh thần thể chất nữa. Do đó, Quý vị hãy tự nhủ phải làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gặp phải khó khăn thì đừng chỉ lùi bước mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời. Nếu mà cần thiết thì quý vị có thể nhờ người thân, nhờ bạn bè xung quanh giúp đỡ. À, trong năm ấy, thì sự nghiệp làm ăn nói chung cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Có thể phải đối mặt với cái tình trạng là bế tắc xoay vòng vốn khó hoặc là khả năng xử lý vấn đề vẫn chưa được tốt, nó vẫn thiếu linh hoạt. Khó tránh khỏi một vài cái thời điểm nó khiến cho các bạn thiếu tự tin vào bản và chính bản thân mình à, Từ đó đánh mất cái ý chí phân đấu Dù các bạn vẫn có cái điểm sáng Là được nhiều cái cutting nó xoay chiếu Nhưng mà năm 2024 ấy, Có thể nhận được cái sự che chở Của quý nhân Hay không ấy Và các bạn còn nắm bắt được cái không mới là cái điều quan trọng Bên cạnh đó về vận trình tài lộc Của những người tuổi đinh mão ấy, thì gặp cái cục diện Là gì? Mão và là lục hại Cái cục diện hại thế tuế Nó khiến cho tài vận của những người tuổi đinh mão Có bị giảm sút kiếm tiền khó khăn rồi đấy do cái tác động của thời cuộc khách quan nó mang lại có giấc này có thể sẽ mất tiền vì những cái nguyên nhân do là buôn bán ảm đạm hay là làm việc bị sai sót hay là tiêu xài bừa bãi vân vân thậm chí đôi khi lại do chính cái sự bất cẩn của mình mà nó gây ra những thất thoát về tài chính à, tình hình chung thì cũng tác động đến cái công việc làm ăn kinh doanh ít có sự thay đổi thì ngoài ra cái việc quản lý thu chi cũng phải có kế hoạch rõ ràng Chớ nên để tiền tiêu một cách bừa bãi kiểu lại tự đẩy bản thân mình vào cái thế bất lợi à, Về vận trình tình duyên thì niềm tin trong cái mối quan hệ tình cảm của những người tuổi mão sẽ bị đem ra thử thách trong năm 2024 Nói chung bản thân những người tuổi đinh mão ấy cũng gì trở nên đa nghi nhiều hơn tâm lý thì bất ổn hơn có xu hướng là chút cái cảm xúc tiêu cực lên những người bên cạnh làm xấu đi cái mối quan hệ của mình Những người độc thân thì đặt ra nhiều cái yêu cầu khắt khe nên là khó tìm được những cái người hoàn toàn hợp ý. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi đinh mão trong thời gian này thì nói chung đấy có nhiều cái hung tinh tác động khiến cho sức khỏe bị giảm sút đấy, mắc không ít cái bệnh tật mỗi khi mà chuyển mùa. À, quý vị cần phải chú ý đến những cái thay đổi về cái thể chất của mình về trong cái cuộc sống hàng ngày nên đi thăm khám định kỳ, đặc biệt là khi mà thấy có dấu hiệu bất bất thường nó xuất hiện đấy thì quý vị cũng phải đi khám ngay lập tức để kịp thời nắm bắt được cái bệnh phát hiện ra bệnh và điều trị kịp thời tránh những cái biến cố xấu nó xảy ra. À, thưa quý vị, à, chúng ta cùng xét về những người tuổi đinh mão sinh năm 1987 năm 2024 ấy, thì chúng ta biết đấy à, những người tuổi đinh mão có thiên can là đinh địa chi là mão người này có lá số là âm nam có ngũ hành là lư trung hỏa cung mệnh là cung tốn thuộc mộc được gọi là vọng nguyệt chi thố có nghĩa là thỏa ngắm trăng có xương con thỏ, tướng tinh con gà, con nhà xích đế cô bần. Trong năm 2024 năm giáp thìn thì để biết được cát hung vận hạn thì chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh để từ đó chúng ta tìm ra được những cái nút thắt và hóa giải những bế tắc giúp cho những người tuổi đinh mão có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Thì đầu tiên chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can chúng ta cũng đinh gặp giáp thì nó là gì? Nó là chính ấn. À, như vậy là trong năm 2024 ấy, nhờ có chính ấn giúp sức mà những người tuổi đinh mão ấy, có thể giải tỏa được cái năng lượng tìm thấy cái sự hòa hợp nhất định đặc biệt là trong cái trong cái năm 2024 ấy, khi mà mọi bộn bề trong cuộc sống đã được gác sang một bên ấy, thì những người tuổi đinh mão hoàn toàn có thể là được nghỉ ngơi thư giãn bên những người mình thương yêu nhất à, bên cạnh đó để gia tăng cái may mắn do chính ấn mang lại thì những người tuổi đinh mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, thưa quý vị, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, tiếp theo chúng ta xét về cái mối quan hệ địa chi, Đấy, chúng ta có mão gặp thìn, mão gặp thìn nó là cục diện lục hại. Đấy. Nói chung ấy, cái cục diện lục hại thái tuế nó khiến cho công việc làm ăn thì gặp nhiều khó khăn. À, trong năm ấy thì có khá nhiều cái thách thức nó ập đến. Cái công việc kiếm tiền và làm giàu cũng khó khăn hơn trước, lại có cái điểm báo thị phi tiểu nhân hãm hại, đấu đá. Mưu sự lớn nhỏ gì thì trong năm quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận. Đã, các cụ nói là thái tuế đương đồ tọa vô hỉ thái họa. Vì thế để hóa giải cái hạn thái tuế này thì những người tuổi đinh Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để để được thái tuế tương trợ giúp đỡ. À, quý vị có thể để cái kim bài thái tuế trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để luôn mang theo bên mình để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, à, nói chung ấy là đây là một cái năm mà cũng khá nhiều thách thức với những người tuổi đinh mão. À, xét về cục diện à, ngũ hành ý, thì chúng ta có những người đinh mão là ngũ hành tuần thuộc gì? Thuộc hỏa đúng không ạ? năm giáp thìn cũng được thổ hỏa như vậy là bản mệnh ngũ hành bản mệnh nói chung là tỷ hòa với ngũ hành lưu niên à, vậy nên trong năm sức khỏe thì duy trì tốt đôi khi ấy, có đau ốm vặt nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng gia đạo thì bình ổn không có quá nhiều cái chuyện buồn phiền nói chung lại là năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi đinh mão sinh năm 1987 nam mạng sẽ gặp nhiều khó khăn cho công việc khó mở rộng hay là khó thay đổi và thăng tiến thì cũng gặp nhiều cái trắc trở đó về tài lộc thì cũng không vượng, kiếm tiền thì khó mà tiêu xài thì lại nhiều. À, trong năm, tốt nhất là quý vị nên tập trung làm tốt cái việc chính của mình. À, sắp xếp được thời gian có thể là làm thêm việc bên ngoài luồng ấy, để tăng thêm cái thu nhập. Sức khỏe hay là gia đạo cũng duy trì khá tốt, à, không phải lo nghĩ quá nhiều về vận trình tiền bạc. À, thưa quý vị, trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi đinh mão đấy, có cái vận niên là thử ngộ điền, tức là chuột gặp đồng lúa cái hình ảnh này nó mang cái ý nghĩa về cái sự vương giả, về sự thịnh vượng, về tài lộc chuột được về ruộng lúa thì ăn uống tha hồ không bao giờ phải lo hết tiền bạc không cầu mà cũng tới gặp nhiều cái vận may liên quan đến tiền bạc như là trúng thưởng trúng số về mặt tình cảm thì đây cũng là năm hứa hẹn một cái năm mà gia đạo bình hòa có được những cái trải nghiệm yêu đương khá là thú vị đắc thắng về mặt tình ái rất tốt cho những ai mà đang còn độc thân hoặc là đang cầu duyên à, cũng tốt cho những cái cặp đôi mà đang cầu về đường con cái à, trong năm ấy thì những người tuổi đinh mão 1987 năm trong năm 2024 là 38 tuổi 38 tuổi gặp cái sao chiếu mệnh là sao thổ tú đúng không ạ à, các cụ có câu thơ rằng thổ tú tháng 8 tháng 4 gia đình tan tác hư hao bạc tiền lệ chào tơi tả triển miên biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa cái sao thổ tú nó là một cái hung tinh nó thường đem lại cái sự trở ngại cái sự xung khắc miệng tiếng thị phi đấy à, có thì kẻ ném đá dấu tay sinh ra thừa kiện trong năm thì xuất hành không thuận lợi gia đạo thì bất hòa chăn nuôi thì thua lỗ sức khỏe thì cũng yếu và nó xấu nhất vào cái tháng tư và cái tháng 8 âm lịch vì vậy mà tháng 4 và tháng 8 là hai tháng mà quý vị cần phải đề phòng nhé đó à, tiếp theo chúng ta xét về cái hạn năm ấy thì ở bao nhiêu tháng tuổi những người tuổi đinh mão năm hạn gặp cái hạn là cái hạn ngũ mộ đó, ngũ mộ à, ngũ mộ hạn xấu tổn tài cả năm đau ốm lao đao chẳng lành khuyên ai khấn nguyện hết lòng đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương cái ngũ mộ nó chủ về chuyện hao tài bất an Ở trong nhà thì không được yên sức khỏe thì giảm sút à, quý vị không nên tin người thái quá không cho ai vay tiền hay là gì không đứng ra bảo trợ bảo chứng hoặc là đứng ra bảo lãnh cho bất kỳ ai vay tiền hoặc là ký kết hợp đồng gì cả kéo lại mang gì mang họa vào thân à, thưa quý vị như vậy để hóa giải cái sao thổ tú và cái hạn ngũ mộ trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi đinh mão năm mạng sinh năm 1987 quý vị hãy gì luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo. Minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc. Trên sáu cạnh của nó có khắc lực tự đại minh chú và phía trước nó là một cái viên viên đá pha lê. Để khi chúng ta dọi đèn qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Thì đây cũng là cái thần chú may mắn mang lại sự thịnh vượng giàu sang phú quý cho quý vị. Đấy. À, cái minh quang pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi đinh mão sinh năm 1987. Đó. À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì trong năm 2024 ấy thì nói chung lại xét về cái sao hạn thì những người tuổi đinh mão nam mạng không được hỗ trợ. Công việc làm ăn thì khó khăn, tiền bạc thì khó kiếm hơn trước. Đã vậy lại có gì? Miệng tiếng thị phi, tiểu nhân ném đá dấu tay. Nó báo hiệu một năm nhiều vất vả, nhiều trông gai. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải thận trọng khi mà hợp tác làm ăn, khi mà hợp tác đầu tư, kẻ lại bị lừa gạt, tiền mất tật mang. À, trong năm ấy thì có cái lưu niên, cái lưu niên nó là một đất suy. Lưu niên là một đất suy đúng không ạ? Vậy nên là nói chung ấy, thì những người tuổi mão trong thời gian này thì trở nên ôn hòa hơn, bản mệnh sẵn sàng chịu thua, nhường cho người ta phần thắng trong mọi cuộc tranh luận hay là đối đầu. Cái việc này nó không phải thể hiện cái sự yếu kém mà thực ra ấy, là một cái hành động có tính chiến lược. Những người tuổi đinh mão, nam mạng lúc này đã hiểu rõ bản thân cần phải lùi một bước để tiến hai ba bước. Thực ra ấy, nếu mà các bạn cố gắng hơn thua với những người khác ấy thì chỉ thiệt thân mà thôi. Nhất là khi cái việc này lại đưa ra được cấp chính quyền để giải quyết thì lại càng rắc rối nhiều hơn nữa. À thưa quý vị, trong năm 2024 nó rất thìn để chúng ta biết ấy, cái địa chi thìn này, này nó ẩn tàng ba cái thiên can là mậu, quý và ất. Thì uh, chúng ta có đinh gặp mậu thì nó là thương quan. Như vậy là trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi đinh mão nam mạng lâm vào cái thương quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận trong chuyện ăn nói, hành động khéo léo kẻo lại mất chức mất quyền hoặc là bị nhiều việc giữa chừng. À, trong năm làm gì cũng phải suy đi tính lại thật cẩn thận Đấy, để sau này không phải hối hận chỉ cần quý vị làm tốt của công việc của mình là đủ đừng có ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc vì thế để hóa giải cái thương quan này thì những người tuổi đinh mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vào động thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình đó À bên cạnh đó xét về cái cục diện uh, chúng ta có đinh gặp quý đúng không ạ thì nó là thất sát đấy cái thất sát nó ẩn tàng trong cái trong cái thiên can ấy nó cũng ngăn đường cản lối những người tuổi đinh mão nam mạng cũng cần phải cẩn thận khi mà trao đổi các vấn đề với cấp trên với cấp dưới khi quan điểm đôi bên bất đồng thì gia chủ cần phải thay đổi cái góc nhìn nhận vấn đề chứ không nên khăng khăng với cái suy nghĩ của bản thân với những người làm lãnh đạo thì quý vị cũng không nên độc quyền độc đoán gạt bỏ ý kiến của cấp dưới bản mệnh không nắm rõ tất cả mọi vấn đề có thể cấp dưới sẽ có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn vì thế mà quý vị cũng cần phải lưu tâm đó và để hóa giải cái thất sát này thì quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tác hợp quý nhân khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những cái hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân hợi mão mùi. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, bên cạnh đó thì chúng ta có đinh gặp ất thì nó là cái thiên ấn. Như vậy cái thiên ấn nó cũng sẽ xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng. Nó cho thấy là trong năm 2024 ấy, công việc của những người tuổi đinh mão sẽ được khởi sắc hơn nhờ có thiên ấn chiếu vận. À, con giáp này nói chung là có tiếng nói trong công việc. Mọi cố gắng của các bạn cũng đều được cấp trên nhìn thấy à, trước đây có kẻ thích sân si dìm hàng bạn xuống nhưng bây giờ cũng phải im miệng vì không tìm ra được lỗi gì của những người tuổi đinh mão à, quý vị cứ làm tốt thì chẳng ai dám ăn hiếp bản thân cả à, trong thời gian này thì để tăng cường cái vận may cho cái thiên ấn và cái chính ấn nó mang lại ấy, thì những người tuổi đinh mão cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ vận động thân à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình à thưa quý vị à, nói chung ấy thì dựa trên những cái yếu tố phân tích về những yếu tố tác động đến cái vận thế của năm 2024 ấy thì chúng ta thấy rằng đây là một cái năm đầy khó khăn, đầy thách thức và đầy những cái điều tiếng thị phi đối với những người tuổi đinh mão năm mạng sinh năm 1987. cái thời điểm vẫn nên là vừa làm vừa nghe ngóng tình hình chờ thời cơ thích hợp thì mới tập trung hay là mở rộng đẩy mạnh cái tiến độ công việc trong năm thì tài lộc cũng không được vượng đấy, kiếm tiền thì khó mà tiêu xài thì lại nhiều Quý vị nên tập trung làm tốt những cái công việc chính của mình Sắp xếp được thời gian có thể thêm việc ngoài để tăng thêm các thu nhập Chất lượng cuộc sống thì cũng được đảm bảo chưa đến mức độ là xa suốt Đồng thời quý vị cũng nên chủ động trong cái chuyện là tiết kiệm tiền bạc Đừng có chi tiêu quá sức theo cái sở thích nhất thời Nếu không sẽ mang lại cái gánh nặng về tài chính cho bản thân À, trong năm 2024 thì phương diện sức khỏe hay là gia đạo cũng duy trì khá là tốt, không phải lo nghĩ nhiều sẽ có những cái mâu thuẫn hay là những cái xung đột nó xảy ra trong gia đình nhưng mà bản mệnh vẫn luôn ở cái thế chủ động làm hòa cân bằng được và nên là đâu sẽ có đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi đinh mão sinh năm 1987 năm mạng trong năm 2024 năm giáp thìn À, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ có được cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để mang lại sự may mắn hành thành công cho quý vị. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.